hút bùn các bạn. Nay mình đi theo anh em quay hút bùn cái ao này các bạn. Ao lâu ngày nó lạn rồi, giờ hút cho nó sâu, sâu bùn nuôi cá. Đây là cái máy hút bùn các bạn. Anh em đang đổ dầu vô máy các bạn. Cái máy hút bùn nó để trên hai cái phi nhựa như vậy, nó nổi bồng bềnh lên đó. Rồi mình mới cầm cái đầu khoan mình kéo mình hút bùn lên. Đây máy, chạy cái máy này máy gì không ấy? Hút. Chạy D10 nè. D10 là mã lực đủ chạy rồi ha. Còn cái máy khi mình chạy nguyên một nhóm mình phải làm là mấy người Út? Một máy thì ba người ha. Lầy dữ không mấy? Lầy dữ không? Dừa các bạn, ở miền quê trồng đủ loại cây luôn. Dừa, me. Me có được 2 đám mưa đầu mùa rồi ra lá quá chừng này, lá non. Đây anh em hút cái ao này. Quay máy không? Rồi nổ máy và bắt đầu làm đó. Đây là cái khoang hút bùn này các bạn. Đó mình khi máy nổ đó mình đưa vô bùn thì nó quậy nó hút vô. Đó, anh em đang làm các bạn. Chút nữa nước nó giật xuống chút lên thấy cái mặt bùn đó nhìn nó đẹp hơn. Giờ anh em mới làm nước còn nhiều quá. Bây giờ cái phong trào hút bùn này cũng nhiều các bạn. Bây giờ không có còn làm bằng tay như xưa nữa. Giờ có máy móc thay thế hết rồi, lẹ hơn. Rẻ chi phí hơn. Anh đó đang cầm cái khoan đưa vô bụng nữa các bạn. Tại nước nhiều quá mình thấy. Chút nữa sẽ nước cạn mình sẽ thấy. Bụng nó hút lên nó phun ra đây các bạn. Đây bụng nó dẫn lên nó phun ra đây các bạn. Về bụng về nước luôn. Hút lên lắp cái ao nhỏ này quá.
quốc với lại dở lên cho Nam nó dở không? Đẹp nó được, đẹp nó được. Dở cái mũi khoan lên Nam. Này mũi khoan các bạn. Tại đìa này có rau muống nó bò ra đó, nó quấn vô dính mũi khoan này. Tắt máy gỡ. Vừa tái nhúng nhích không? Vừa tái. Em là em mới út chưa? Hả? Cháu hả? Vì Trinh nó em. Tưởng con em giống dòm giống cháu. Giờ anh em làm tiếp các bạn, nãy vừa quấn cái. Tại đây nha các bạn, cảm ơn các bạn theo mình xem cái máy hút bụng đó các bạn.